Thắng xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về tặng thầy lợi nha các bạn. Hiện nay là nói về cấp số cộng, thì đề bài cho như sau: cho cấp số cộng UN có U1 bằng 321, G bằng trừ 3, tính giá trị của biểu thức Quy, Quy bằng U51 cộng U52 cộng chấm chấm đến U125. Khi để tính được Quy, các bạn phải tính được tổng của 125, chính là U1 cộng U2 cộng chấm chấm đến U125. Sau đó các bạn tính S của 550, chính là U1 cộng U2 cộng chấm chấm đến U50. Sau đó các bạn lấy S125 trừ đi S của 50 sẽ ra đúng bằng bằng Quy. Được chưa ạ? Vậy các bạn cần nhớ công thức S N của cấp số cộng chính bằng N chia 2 U1 cộng U N, hoặc bằng N chia 2 2 lần U1 cộng N trừ 1 nhân G. Được chưa ạ? Vậy muốn tìm S N, ta phải có U1 có G và có N. Vậy mình sẽ tính được S125 bằng 125 chia 2, 2 lần U1 là 2 nhân 3, 2, 1 cộng 125, 125 trừ 1 còn là 124 nhân trừ 3. Và các bạn tính tương tự, các bạn tính được S50 bằng 50 chia 2, 2 nhân 3, 2, 1 cộng 50 trừ 1 còn 49 nhân trừ 3. Các bạn bấm máy tính, sau đó lấy kết quả trên trừ kết quả dưới sẽ ra được Quy. Ok chưa? Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục, những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.